gia làng, trưởng bản là những người am hiểu thực tiễn địa phương, được nhân dân tin tưởng. Họ luôn giữ vai trò quan trọng ở các cộng đồng dân cư. Phát huy được những thế mạnh đó, nhiều gia làng, trưởng bản trên khu vực biên giới của tỉnh ta đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là tham gia bảo vệ đường biên cột mốc, góp phần bảo vệ bình yên nơi tuyến biên giới là một trong các hộ gia đình của xã xín thầu huyện mường nhé ký kết tham gia bảo vệ đường biên cột mốc định kỳ hàng tháng ông lì xuyến phù ở bản a pa trải xã xín thầu tham gia cùng với chính quyền xã và đồn biên phòng a pa trải đi kiểm tra bảo vệ đường biên cột mốc ngoài đi tuần tra chung với bộ đội biên phòng những lúc làm nương hay chăn nuôi gia súc ông phù thường xuyên kiểm tra khu vực đường biên cột mốc gia đình nhận bảo vệ để kịp thời báo cho các cơ quan chức năng khi có những vấn đề phát sinh không những bản thân luôn tích cực đi đầu trong việc tham gia bảo vệ đường biên cột mốc với vai trò là người có uy tín ông lì xuyến phù còn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trong xã cùng chung tay góp sức cùng thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng giữ gìn tuyến biên giới hòa bình hữu nghị với ông phù bảo vệ đường biên cột mốc biên giới cũng đồng nghĩa với bảo vệ ngôi nhà của chính mình cần phải làm bằng tất cả tinh thần trách nhiệm và cả tấm lòng yêu quê hương đất nước hàng tháng hàng quý là sinh hoạt bản cũng là các hộ gia đình cũng là khung riêng uh, cái số hộ mà được phân công mà các hộ gia đình trong cộng đồng các nhân dân bản cũng là về hiểu được vấn đề cái mốc biên giới là cùng nhau để trách nhiệm cùng nhau bảo vệ ví dụ hàng tháng hàng quý là phải thường xuyên là tuyên truyền nhất là cái chỉ thị không một của thủ tướng chính phủ đấy là bà con nhân dân uh, chúng tôi là bản a à, ba chảy nói chung nói riêng là chúng tôi thỉnh thoảng là sinh hoạt cũng là tuyên truyền cũng là ngoài lệ cũng là chúng tôi nói chuyện vấn đề cái cũng như là cái bà con nhân dân những đồng những hộ gia đình chưa hiểu cũng là đi đến hộ gia đình cũng cũng là nói nói để cho người ta hiểu được vấn đề kể là ý nghĩa của mốc biên giới gọi là biên giới như thế nào còn với ông hạng dụ chúng ở bản hồ chim xã ma thị hồ huyện mường trà năm nay đã ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng ông vẫn là tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước vận động nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế xã hội giữ vững quốc phòng an ninh tại địa phương Đồng thời, ông còn phát huy vai trò của mình trong xóa bỏ các thủ tục lạc hậu, chống xâm canh, xâm cư, hạn chế tình trạng di cư tự do, tranh chấp đất đai, góp phần bảo vệ bình yên nơi tuyến biên giới Việt-Lào. Tôi ở bạn thì đã được bộ đội biên phương học tập triển khai những cái chỉ thị bảo vệ biên giới. Thì già làng chúng tôi cũng là người có uy tín và chúng tôi sẽ tổ chức những già làng mà những dòng họ có uy tín những người già nào có uy tín thì chúng tôi sẽ trở thành tổ chức một tổ thành viên để uh, tuyên truyền cho bà con nhân dân chấp hành những uh, công tác biên giới uh, quy chế, uh, chế biên giới của... Nhờ vào sự đóng góp quan trọng của những già làng, người có uy tín như ông Lì Xuyến Phù, ông Hạng Dụ Chúng, nên mặc dù Điện Biên là tỉnh duy nhất có đường biên tiếp giáp với hai nước bạn Lào và Trung Quốc khá dài. Tuy vậy, trong những năm qua, tình hình an ninh khu vực biên giới luôn ổn định, hòa bình. Đó là nhờ vào việc phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong việc quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc chính tiếng nói và sự đi đầu của họ trong đồng bào các dân tộc đã mang lại hiệu quả rõ rệt qua việc bà con dân bản tự nguyện tham gia vào các tổ tự quản đường biên cột mốc cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong năm qua ấy, thì đơn vị cũng đã vận động được 5 bản rót biên và 283 hộ dân cùng với các cái tập thể điển trường của năm nhà trường trên địa bàn ba xã biên giới tham gia tử quản đường biên cục mốc thì thang gia tử quản là 24,3 km đường biên và 7 cột mốc từ mốc 78 đến mốc 842 trên địa bàn của đồn biên phòng Mông Nguyên quản lý. Thì qua quá trình quản lý thì hàng năm là đơn vị cũng đã giả soát và kiện toàn bổ sung hàng năm để như cái hộ dân tách ra thì cũng vận động để đăng ký tử quản đường biên cùng mốc và qua quá trình tổ chức thực hiện thì nhân dân nam bản biên giới và cùng với các điểm trường trên khu vực biên giới của ba xã cũng đã nâng cao ý thức trách nhiệm cùng với bộ đội biên phòng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Điện biên có đường biên giới dài hơn 455 km tiếp giáp với Lào và Trung Quốc thực hiện chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Các đồn biên phòng đã phối hợp với ủy ban nhân dân các xã biên giới cùng với các vị già làng, trưởng dòng họ người có uy tín tổ chức tuyên truyền và phát động phong trào đến toàn thể nhân dân, đồng thời lựa chọn những tập thể, hộ gia đình cá nhân để ký kết tham gia bảo vệ đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh thôn bản. Hiện nay trên địa bàn các xã biên giới của tỉnh có 100 tập thể, hơn 12.900 cá nhân đăng ký tham gia tự quản 395 km đường biên, 98 tập thể, hơn 13.000 cá nhân đăng ký tự quản 146 mốc quốc giới, 10 công trình biên giới, 315 tổ tự quản với gần 2.200 thành viên đăng ký tự quản về an ninh trật tự thôn bản. Qua ký kết, các tập thể cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn biên giới đã phát huy vai trò trách nhiệm của mình và mạnh dạn cung cấp thông tin với cơ quan chức năng xử lý kịp thời những vụ việc vi phạm pháp luật. Gia đình tôi luôn à, xác định rằng đây là, là à, một người việc hết sức quan trọng và cùng cùng nhau đi tuần tra bảo vệ à, và báo có kỳ thời với à, đồn và xã và cũng là thời gian mà đi tự quản đến nay đấy thì cùng nhau phối hợp để bảo vệ lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia cũng như là đoạn đường quản lý mốc từ cho gia đình tôi là từ đoạn đường mốc không Lan đến mốc Khâm Sáu nên là trách nhiệm của hộ gia đình và cá nhân tôi là luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên tuần tra cùng với bộ đội biên phòng Và với đồng nghĩa với là gia đình tôi cũng lại thường xuyên đi tuần tra và cùng phối hợp với các lực lượng khác ở trên trên địa bàn để bảo vệ gìn giữ cột mốc cũng như là an ninh biên giới quốc gia. Trong năm qua, các đơn vị trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức được 1056 buổi tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, kiến thức pháp luật, các hiệp định quy chế biên giới với gần 50.924 lượt người ở địa bàn biên giới tham gia. Ngoài ra còn tập trung tuyên truyền đặc biệt đối với các đối tượng âm mưu lôi kéo, tập hợp lực lượng gây mất an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới thông qua phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới đã góp phần xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh phát huy được sức mạnh tổng hợp trong công tác quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia